đây đây là quán ốc và lẩu, bên đây là lẩu, bên đây là ốc. Nước nha, ai ăn là nó sẽ đàn ông ăn sao mới dài ra giống vậy nè. Ốc hương xào sa tế cũng là một phần đặc sản của người Việt Nam mình đã quan tâm. Này là cơm chiên mà xào với cua rất là ngon. Rồi đây là gỏi xài, gỏi xài riêu xào sa tế ở quán ốc và lẩu. Chừng nào mấy bạn có dịp mà đi về Gặp La nên ghé cái tiệm này. Đây là ốc len xào dừa, vừa ăn mà vừa húp. Ok. Đây là sò điệp và nướng mỡ hành. Giới thiệu các bạn, đây là gương bò lúc lắc. Ăn xong giờ lắc luôn. Này lẩu gà đi bộ đó, Hiếu. Này nè, người bữa nay em lái xe, dạ em phải ăn phải cho bộ hai cái chân đó nha. Đây là gà đi bộ nè. Ok. Ăn để bổ cặp chân để mai mình lái xe tiếp. Đây là quán ốc và lẩu. Bên đây là lẩu, bên đây là ốc.